Em hôm nay em lại xin được giới thiệu với các bác một mẫu xe nhà em vừa mới về nhé. Hôm nay là ngày mùng 8 Tết này, ngày đầu tiên em mua xe. Em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe hoài cổ. Xe chỉ vài chục triệu thôi nhé. Nhưng mà chiếc xe thì còn rất là bóng đẹp này. Và xin được giới thiệu với các bác đây là một chiếc xe Nubiza đời 2001 nhé, cỗ động cơ là 1.6 tiết kiệm nhiên liệu nhé, chỉ vài chục triệu là có xe che mưa che nắng nhé, máy ngon điều hòa mát này. Sơn vỏ bóng đẹp này, la răng đúc màn hình cam lùi đầy đủ cả các bác nhé, đăng kiểm còn đâu hơn 1 tháng thôi. Nubiza đời 2001 nhé. Xe vừa về và em còn chưa rửa đáy gì. Đấy thì đầu xuân bác nào mà có nhu cầu thì em sẽ để cho với một mức giá rất là yêu, giá bán nhanh khai xuân. Xe được đăng ký là biển số 14 này, biển số thì nhìn cũng tương đối là đẹp. Nubiza 1.6, máy 1.6. Sơn vỏ bóng đẹp này. Đây và đây là phần nội thất, tốt cửa nữa đây. Nội thất em sẽ quay sau cho các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì ra lô xe. Số điện thoại của em là 0912 47 08 19, 0587 658 658. Đấy, các bác có nhu cầu thì ra lô cho em nhé. Khai xuân với một cái mức chi phí cực kỳ là hợp lý, lấy lộc đầu năm. Bác nào có nhu cầu alo cho em nhé.